5.000 là để anh gửi luôn cho. Xong rồi gửi. Xin cảm ơn. Xong rồi nó hỏi tên là anh tên gì nhỉ? Sir. Tên nó không phải là cái quan trọng. Quan trọng là tao 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 là chiến thuật của tao bạn tao là không cười không thôi nó tò mò không đấy không mà đéo đéo tò mò sao nó sẽ chủ động nhưng mà nó đéo tò mò cứ gọi là anh đẹp trai đi kèm bàn anh công ty anh tên là anh đẹp trai anh yêu sao anh yêu sao anh sang phải phải rủ thằng độ thằng bạn anh sang đấy 5.000 lãi được có cậu cái đứa trước cậu uống thuốc của em nó mượn tiền em có nào sợ có trả không? Toàn đấy, cái mượn tiền đi. Đi bái. Ôi, nghe, mày nghĩ nhân kế lắm. Anh em thì nó tụt ra. Mới về được mấy hôm, chưa được tuần. Chưa được tuần. Nhìn cũng xinh xắn. Nhưng mà nó đổ đã ra tay rồi. Bạn tôi chẳng có nhận bạn tôi. Chị có nghỉ mấy hôm rồi. Ngay đấy. Nghe đấy. Đúng rồi, đánh nhanh rất gọn đấy. Em nghe anh ạ. Được, nói chung cho anh 2 tuần nhé nhá. Ai giờ? Bạn cần được báo mới không? Chị Hiền. Để tôi liên hệ chị Hiền. Rủ với anh cầu lông rồi. Rủ với anh cầu lông được. Bảo là anh thiếu 5.000 thì xe em đi anh cầu lông rồi. Trả 5.000 thì xe em đi. Mày ăn rồi gấp chi nhánh luôn. Anh chỉ là em mình chết mất. Điều rốt đi anh. Đã xong rồi. Cái mong cầu tối bổ sung. Anh xong rồi. Tối bổ sung. Mong cầu tính xong.